nó kêu gì? Tính giá trị tuyệt đối của các số sau đây, đó là chỉ đó là giấy dấu này nè, ghi số này vô, âm căn 7. Chỉ đối của số gì Tây? Chỉ đối của âm căn 7. Số gì? Số căn 7. Số gì? Âm. Số âm ra số dương. Đó, nói lại. Số âm ra dương. Cái lý thuyết hồi nãy mới đọc xong, chỉ đối của 0 ra 0, chỉ đối của 2, chỉ đối của số dương ra của căn chính nó. Chính nó, chỉ đối của trừ 2, số gì? Bằng số âm là số đối của nó. Nó là mấy? Là 2. Ừ, đọc đàng hoàng. Chỉ đối của số gì? Của âm căn 7. Số âm. Âm ra số đối nó đi. Âm căn 7. Ờ, phải đọc lý thuyết trước rồi mới làm tiếp. Chỉ đối của 12,3. Cái số này là đọc là số gì? Ủa, lộn lỡ rồi. Số này đọc là gì? Số thập phân vô hạn tùng tùng hoàng. Còn bây giờ đang nói về giá trị đối, đây là số gì? Số số gì? Vô. Số dương, đang nói giá trị đối. Số dương ra. Số dương ra chính nó. Chính nó. Tiếp, trị tuyệt đối của 5 2 phết 1 đóng ngoặc bằng số này số gì? Số dương. Vô dương, chỉ đối của số dương ra. Ra chính nó. Chính nó đọc 52 phớt tất cả. Tiếp, chỉ tuyệt đối của 0 phớt 68 số gì? Số dương. Số dương ra. Ra chính nó 0 phớt 68. Chỉ đối của âm 3 phần 2 số gì? Dạ. Số gì? Số gì? Số gì đã? Chỉ đối của số dương. Số âm. Âm ra số đối của số đối nó. Của nó 3 phần 2 có kịp không? Dạ.